Xin chào các bạn, đây là bí đỏ mình trồng và cho leo vàng. Cách trồng bí đỏ cho leo vàng rất thích hợp với các bạn sống ở nhà phố, khu đông dân cư, có không gian chật hẹp, không thể cho bí đỏ bò trên mặt đất hay trên mặt sân được. Trồng bí đỏ cho leo vàng vừa lấy bóng mát vừa thoáng, do tận dụng được không gian bên trên và lại rất sạch sẽ. Khi trồng bí đỏ thì mình sẽ thu hoạch được hoa hàng ngày. Cho leo vàng thì hoa bí đỏ rất sạch, không lẫn đất cát giống như hoa bí đỏ được bán ngoài chợ. Dạng bí đỏ này hôm nay mình thu hoạch đợt đầu. Bí đỏ này mình trồng hữu cơ đó các bạn, mình hoàn toàn không sử dụng phân hóa học và thuốc hóa học trong quá trình trồng. Mình chỉ sử dụng phân bò đã ủ hoai. Cứ định kỳ 10 ngày mình bón một lần. Mình có chia sẻ cách trộn đất bón phân trong video cách trồng bí đỏ bằng hạt lấy từ trái mua ở chợ. Còn các bạn trồng bí đỏ trong thùng xốp thì các bạn tham khảo video cách trồng bí đỏ trong thùng xốp tại nhà. Nếu như bí đỏ bị rầy rạp hoặc bị nấm thì mình sẽ sử dụng dầu niêm và nước bò hòn. Các bạn có thể xem lại cách làm trong video cách diệt rầy mềm cho rau cải trồng hữu cơ. Còn nếu như bí đỏ bị bọ xít hoặc bọ dưa thì các bạn xem lại video cách diệt sâu bọ côn trùng cho vườn rau. Giống bí đỏ thích hợp nhất để trồng cho leo vàng là giống bí đỏ hạt đậu. Do loại giống bí đỏ này có kích thước trái nhỏ cho nên không làm nặng vàng. Trong thời gian qua có rất nhiều bạn hỏi mình là với giống bí trái tròn, tức là giống bí ngô hay còn gọi là giống bí bánh xe, có cho leo vàng được hay không. Đây là giống bí ngô hay còn gọi là bí bánh xe nè các bạn. Giống bí này có kích thước trái rất to và nặng, cho nên nếu vàng leo của các bạn bằng khung sắt thì các bạn cho leo vàng được bình thường. Còn nếu như các bạn làm vàng lưới thì các bạn cần ghim trụ, sau đó mình buộc trái vào trụ như thế này. Nếu như vàng của các bạn bằng khung sắt thì các bạn vẫn cần buộc trái và treo lên. Do kích thước trái to cho nên dây leo của bí đỏ sẽ không chịu nổi sức nặng của trái, cho nên mình cần buộc để hỗ trợ thêm. Trái bí bánh xe này mình sẽ đợi thêm vài ngày nữa cho lớn hơn rồi thu hoạch, chứ mình không để đến già. Do loại bí này ăn non rất ngon, trái còn non khi nấu mình chỉ cần bỏ ruột chứ không cần gọt vỏ. Mình cùng thu hoạch tiếp nha các bạn. Trái bí đỏ hạt đậu này cũng khá to nè các bạn. Trái này nặng khoảng 1 kg. Khi trồng bí đỏ thì các bạn không nên tưới nước nhiều, cây sẽ dễ bị úng. Và các bạn cần thụ phấn thủ công cho cây để giúp cây đậu trái được tốt hơn. Chi tiết cách thụ phấn thì các bạn tham khảo video cách trồng bí đỏ bằng hạt lấy từ trái mua ở chợ. Trồng bí đỏ leo vàng ngoài thu hoạch trái thì mình còn thu hoạch được hoa hàng ngày. Và nếu như trồng nhiều thì các bạn còn thu hoạch được ngọn bí đỏ, ăn cũng rất ngon. Trái này khá nhỏ, thông thường những trái nhỏ như thế này sẽ được loại bỏ ngay từ đầu, nhưng do mình trồng cho gia đình thôi cho nên mình để luôn. Sáng hôm nay thu hoạch được khá nhiều bí đỏ. Dạng bí đỏ thu hoạch đợt đầu nhưng được khá nhiều trái nè các bạn. Có 3 trái to nhất. Mình sẽ cân thử xem sáng hôm nay thu hoạch được bao nhiêu bí đỏ nha các bạn. Được gần 6,5 kg luôn nè các bạn. Không giống như các loại trái khác, bí đỏ thu hoạch xong chưa ăn các bạn có thể bảo quản trong một vài tháng được bình thường. Trái bí đỏ hạt đậu to nhất nặng 1,2 kg. Thu hoạch xong mình tỉa bớt một ít lá vàng, sau đó mình bón thêm chút phân hữu cơ vào là được. Bây giờ mời các bạn cùng với mình thu hoạch tiếp dàn bí đỏ ở đằng này. Dàn bí đỏ ở đằng này là dàn bí đỏ trong video cách trồng bí đỏ bằng hạt lấy từ trái mua ở chợ. Hôm nay là đợt thu hoạch thứ 5, cũng là đợt thu hoạch cuối cùng. Do có nhánh bị tàn cho nên những trái này bị rụng nè các bạn. Hôm nay mình thu hoạch đợt cuối và trồng lại lứa mới. Nếu như mình không trồng đợt mới mà mình bón phân hữu cơ vào, sau đó mình dưỡng lại để trồng tiếp vẫn được. Nhưng do dàn bí đỏ này mình đã thu hoạch được rất nhiều lần rồi cho nên cây cũng đã già và năng suất giảm dần. Mình trồng đợt mới sẽ hợp lý hơn. Trái cuối cùng của đợt này. Như các bạn thấy, những nhánh bí đỏ ở dàn bên trên đã tàn, nhưng những nhánh bên dưới vẫn còn phát triển rất tốt. Nếu như muốn chăm sóc tiếp thì mình sẽ cắt bỏ những nhánh bí đỏ bên trên dàn, sau đó mình bón thêm nhiều phân hữu cơ vào và mình cho những nhánh bên dưới bò lên thay thế. Nhưng do dàn bí đỏ này mình đã thu hoạch được nhiều đợt rồi cho nên mình trồng mới sẽ ổn hơn. Đợt cuối này được khá nhiều trái nè các bạn. Đầy rổ luôn nè các bạn.
mình sẽ cân thử. Đợt này được 5 kg. Vậy là sáng hôm nay mình thu hoạch được tổng cộng 11,5 kg bí đỏ. Bí đỏ được mình trồng hữu cơ, hoàn toàn không sử dụng phân hóa học và thuốc hóa học trong quá trình trồng. Hôm nay trái bí đỏ bánh xe đã lớn hơn và mình sẽ thu hoạch. Loại bí đỏ này mình thích ăn non cho nên mình sẽ không để đến già. Trái cũng khá to luôn nè các bạn. Mình sẽ cân thử. Trái này được 1,4 kg. Các bạn có thể để trái to hơn hoặc để đến già mới thu hoạch. Nhưng các bạn cần bổ sung thêm thật nhiều phân hữu cơ vào do nhu cầu về dinh dưỡng của giống bí ngô hay còn gọi là bí bánh xe rất nhiều.